nên nhớ một điều, quý vị nên nhớ duy nhất một điều. Thứ nhất là Mạnh Quỳnh rất là tôn trọng khán thính giả, chứ Mạnh Quỳnh không hề coi thường khán thính giả, cho dù bất cứ một cái nguyên nhân nào, quý vị nên nhớ điều đó. Cái thứ hai, tất cả những chuyện gì mà Mạnh Quỳnh làm, Mạnh Quỳnh đều suy nghĩ rất là kỹ, và Mạnh Quỳnh không bao giờ muốn làm tổn thương đến ai, và không bao giờ làm cho ai phải buồn lòng. Cho nên, quý vị nên nhớ một điều là, Mạnh Quỳnh sống năm nay là 51 tuổi rồi, thì Mạnh Quỳnh lúc nào cũng sống rất là nhẹ nhàng, và sống rất là bình dị, không hơn thua với ai hết, mà Mạnh Quỳnh đặc biệt không muốn ai phải ghét mình, nhưng mà sống trên đời, thì quý vị biết, làm sao mà cho vừa lòng người. Phải không quý vị? Quý vị cứ nói Mạnh Quỳnh, thì trong thời gian vừa qua, thì có những chuyện mà ngoài sức tưởng tượng Mạnh Quỳnh, về những lời nói của quý vị dành cho Mạnh Quỳnh, nhất là những quý vị có một cái tư tưởng áp đặt là Mạnh Quỳnh phải như thế này, Mạnh Quỳnh phải như thế kia. Cộng vào đó, quý vị đã vô tình ủng hộ cho những người, những trang mạng, những trang YouTube, những YouTuber đã nói xấu và đặt điều, đưa hình ảnh của Mạnh Quỳnh lên và lấy hình ảnh người này người kia gán ghép nhau và theo dệt nên những chuyện hoàn toàn không đúng sự thật và những trang mạng YouTuber đó. Mạnh Quỳnh thật ra thì, trong cuộc sống, thì ai cũng có gì với cuộc sống, vì cái đồng tiền, vì chén cơm manh áo, để làm những cái chuyện để có thể tốt cho mình, tốt cho bản thân, tốt cho cuộc sống, tốt cho công việc của mình. Nhưng những cái chuyện quý vị làm, thì đôi khi đối với Mạnh Quỳnh không có ủng hộ. Thứ nhất là quý vị theo dệt, quý vị bịa chuyện, để lôi cuốn một số khán thính giả, mà người ta thường gọi là anti-fan, để vào chửi bới, chà đạp anh chị em ca nghệ sĩ nói chung, và bản thân Mạnh Quỳnh, cũng như những đứa học trò Mạnh Quỳnh. Những đứa học trò đều là những đứa vô tư, vô tội. Chúng là những người bước chân vào đời, bước chân vào cuộc sống ca hát, lúc nào cũng muốn tìm cho mình một hướng đi. Nhưng đôi khi quý vị nên nhớ rằng, trong cuộc sống mà, mình làm gì, người ta giúp đỡ cho mình mừng lắm chứ. Cho nên người ta giúp cho mình thì mình rất là cảm ơn, và bên cạnh đó, người ta cũng sẽ tự tìm cho mình một hướng đi riêng, chứ không phải là lúc nào cũng phải theo một cái người giúp mình suốt đời. Thì quý vị nên nhớ một điều. Trong cuộc đời Mạnh Quỳnh hát 28 năm nay, Mạnh Quỳnh không có nhận học trò. Nhưng mà một cái nguyên nhân nào đó, một cái duyên nào đó, Mạnh Quỳnh nhận hai đứa học trò trong thời gian qua, thì quý vị đã thấy rồi, thì đó là học trò. Cho dù con trai hay con gái, Mạnh Quỳnh đều đối xử như nhau. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có hoàn cảnh riêng, công việc làm riêng. Người ta đến với mình là vì nghệ thuật, và Mạnh Quỳnh giúp lại là giúp vì nghệ thuật.